Liên họ khủng long Tyrannosauridae gồm nhiều thành viên nổi tiếng và có thống trị các vùng đất từ Bắc Mỹ cho đến châu Á. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các chi khủng long Tyrannosauridae ở Bắc Mỹ bao gồm nhiều kẻ săn mồi khét tiếng như T-Rex, Gorgosaurus hay Ambatosaurus chủ yếu lại sinh sống ở nửa phía Tây trên một lục địa trải dài có tên gọi là Laramidia. Ngược lại, ở lục địa phía Đông với tên gọi là Appalachia, các bằng chứng về sự tồn tại của các khủng long bạo chúa nói riêng và các theropods nói chung vô cùng hiếm hoi. Trong phần đầu tiên này, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem đại lục Appalachia là gì và cũng gặp mặt những loài khủng long đầu tiên của liên họ Tyrannosauridae nhé. Đại lục Appalachia. Trong kỷ Creta, các mảng kiến tạo cổ đại là Farallon và Kula bị hút chìm xuống bên dưới mảng Bắc Mỹ. Điều này khiến cho vùng đất bên trên bị bẻ cong, tạo thành một lòng chảo cực lớn. Vào cuối kỷ Creta, mực nước biển dâng cao nhất trong lịch sử tồn tại của trái đất và nước biển bắt đầu tràn vào các lòng chảo này, tạo nên biển nội hải phía Tây. Đây là một vùng biển nông trải dài từ vịnh Mexico đến Bắc Băng Dương, phần cắt lục địa của Bắc Mỹ thành hai nửa, Laramidia ở phía Tây và Appalachia ở phía Đông. Sự chia cắt này đã làm cho hệ sinh thái ở hai nửa Bắc Mỹ phát triển theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Trong khi các điều kiện tự nhiên đã bảo tồn rất tốt dấu tích của hệ sinh thái đa dạng ở Laramidia, biến nơi đây thành một trong những khu vực có nhiều hóa thạch nhất thế giới, thì ngược lại, có rất ít bằng chứng về sự tồn tại của khủng long nói riêng và các loài cổ sinh vật học nói chung trên đại lục Appalachia. Do đó, nửa phía đông của lục địa Bắc Mỹ còn được mệnh danh là vùng đất bị quên lãng. Schwimmer năm 2002 cũng đặt ra giả thuyết sự thiếu vắng của các loài theropod ở Appalachia cũng có thể do sự cạnh tranh từ loài cá sấu khổng lồ Dinuscus rugosus, vốn hiện diện ở rất nhiều miền đông Bắc Mỹ với rất nhiều dấu răng để lại trên hóa thạch của các theropod và ornithopod tại đây. Cho đến nay, chỉ có thể chứng minh được sự hiện diện của hai thành viên liên họ Tyrannosauridae ở Appalachia là Dryptosaurus và Aplachiosaurus. Một số loài như Tehivinator hay Diplotomodon chỉ được biết đến qua tên gọi do bằng chứng về sự tồn tại của chúng, chỉ là những mảnh hóa thạch vụn vặt đầy chắp vá. Mới đây, người ta cũng đã phát hiện được xương đùi của một cá thể Tyrannosauroid dài khoảng 9 mét, tuy nhiên vẫn chưa xác định được đây là hóa thạch của một loài mới hay thuộc về những loài đã được định danh trước đó. Dryptosaurus. Dryptosaurus là một trong những loài khủng long đầu tiên được phát hiện ở Bắc Mỹ. Trước đó, tại châu lục này, không có nhiều bằng chứng về sự tồn tại của các chi khủng long theropod. Năm 1866, các công nhân thuộc công ty West Jersey Mart ở hạt Gloucester, New Jersey tình cờ phát hiện được các mảnh xương của một con vật to lớn không rõ được danh tính. Nhà tự nhiên học Edward Drinker Cope được mời đến hiện trường và tại đây, ông đã thu thập được rất nhiều các mảnh xương hàm, xương sọ, cẳng chân, xương hông đuôi và chi trước, có kèm theo vuốt, nằm lẫn trong những tảng đá vôi bùn có niên đại từ kỷ Creta. Cope đã xác định đây là các hóa thạch của một chi theropod mới và đặt tên là Lelaps, dựa theo tên của một con chó trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng bắt được một con mồi mà nó săn đuổi. Ngoài ra, dựa trên chi tiết của cái móng vuốt lớn, Cope đã tìm được mà loài duy nhất thuộc chi khủng long này, mang tên Aquilinges, nghĩa là móng đại bàng. Ở thời điểm công bố phát hiện của mình, Cope đã gọi đây là loài động vật có xương sống trên cạn ghê gớm nhất mà chúng ta từng biết. Quả thực, sự kiện này đã gây chấn động giới khoa học thời điểm đó, khi đây là một bộ xương của một loài khủng long ăn thịt đầu tiên được phát hiện ở Hoa Kỳ. Đồng thời, các đặc điểm của nó đã giúp cho các nhà khảo cổ định hình lại cấu trúc của một loài khủng long. Từ thời điểm đó, các loài khủng long ăn thịt như Lelaps aquilinges được mô tả là một chi trước ngắn hơn rất nhiều so với hai chân và có tư thế cũng như hành vi giống với chim nhiều hơn, thay vì là một loài động vật di chuyển bằng cả bốn chân sát mặt đất giống như cá sấu hay như nhà khoa học Richard Owen đã hình dung trước đây. Điều này thể hiện rõ trong bức tranh Leaping Lelaps được vẽ bởi Charles Arnide năm 1897, được tham vấn bởi chính Cope. Hiện nay, bức tranh gốc đang nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khủng long Lelaps không tồn tại được quá lâu khi giới khoa học không công nhận danh pháp này, do trước đó Cope không biết rằng cái tên này từ lâu đã được đặt cho một loài mối. Tận dụng được điều này, đối thủ truyền kiếp của ông trong cuộc chiến xương Bone Wars là Othniel Trop March đã đổi tên Lelaps thành Dryptosaurus, có nghĩa là thằn lằn cào xé, trong một bản mô tả một loài khủng long được ông phát hiện là Titanosaurus.
và điều trớ trêu này, cái tên này cũng đã được sử dụng. Do đó, Mars về sau cũng phải đổi tên lại thành Atlantosaurus. Điều này đã khiến cho Cope vô cùng giận dữ khi một trong những phát hiện tâm đắc nhất trong sự nghiệp của mình bị đổi tên bởi chính đối thủ của ông. Dĩ nhiên, Cope không bao giờ nhận ra được điều này và vẫn sử dụng cái tên Leylabs trong suốt sự nghiệp của mình, mặc cho cái tên Dryptosaurus đã được chính thức công nhận và sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Số phận lận đận của loài khủng long này không chỉ dừng lại ở cái tên khi các nhà khoa học cũng không biết phân loại chúng và họ nào hay do các hóa thạch được phát hiện không hoàn chỉnh. Ban đầu, Cope năm 1866, Lady năm 1868 và Lydekker năm 1888 xếp Leylabs hoặc Dryptosaurus vào chi của Megalosaurus, do đó có nhiều đặc điểm tương tự. Sau đó, Mars đã tách chúng thành một họ riêng biệt mang tên Dryptosauridae. Hơn 100 năm sau, khi càng ngày càng có nhiều loài khủng long đã được phát hiện mới, các hóa thạch của loài khủng long này mới bắt đầu được hồi cứu, nhưng đến cuối thế kỷ 20, người ta vẫn chỉ biết đây là một loài khủng long Colurosaur, chứ không thể xếp chúng vào một họ cụ thể nào. Mãi đến năm 2005, khi một loài khủng long bạo chúa sơ khai được phát hiện ở miền đông Bắc Mỹ, đó chính là Apalachiosaurus, có nhiều sự tương đồng với Dryptosaurus cả về hình dạng lẫn kích thước, người ta mới có thể xác định được Dryptosaurus là một thành viên của liên họ Tyrannosauridae. Thực ra, từ giữa thế kỷ 20, một số nhà khảo cổ như Charles Gilmore và Horner đã nhận thấy sự tương đồng về một số đặc điểm giải phẫu của Dryptosaurus và các chi khủng long bạo chúa ở cuối kỷ Creta như Albertosaurus hay Tyrannosaurus. Tuy nhiên, các ý kiến này không được chấp nhận rộng rãi. Năm 2011, Brussels một lần nữa tái khẳng định nguồn gốc và xếp Dryptosaurus vào vị trí giữa trong thang tiến hóa của liên họ Tyrannosauridae. Một cá thể Dryptosaurus có thể dài khoảng 7,5m và nặng 1,5 tấn. Mỗi móng vuốt trên bàn tay của chúng có thể dài đến 20cm và các móng vuốt này có thể đóng vai trò tích cực giúp cho con vật giữ và xé xác con mồi. Trái ngược với lục địa Laramidia ở phía Tây, nơi có một hệ sinh thái đa dạng cùng với các cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khắc nghiệt, thì nửa phía Đông hay lục địa Appalachia, nơi Dryptosaurus sinh sống không có nhiều kẻ ăn thịt khổng lồ như là Acrocanthosaurus cũng được phát hiện tại đây. Tuy nhiên, chúng tồn tại trước Dryptosaurus hơn 50 triệu năm, nên dù có một kích thước không quá lớn, loài khủng long này vẫn nghiễm nhiên trở thành kẻ thống trị tại đây. Niên đại của các hóa thạch Dryptosaurus được xác định cách thời đại của chúng ta khoảng 67 triệu năm. Mặc dù cùng tồn tại song song với những người họ hàng nổi tiếng ở lục địa phía Tây vào giai đoạn gần cuối thời đại khủng long, nhưng Dryptosaurus vẫn còn giữ nhiều đặc điểm nguyên thủy của những loài khủng long bạo chúa như chi trước khá dài với 3 móng vuốt mỗi bên. Điều này có thể được lý giải là sự chia tách hai lục địa đã khiến cho các khủng long bạo chúa ở phía đông như Apalachiosaurus hay Dryptosaurus đã tiến hóa theo hướng riêng. Ngoài ra, sự cô lập về mặt địa lý và áp lực chọn lọc tự nhiên không quá cao cũng khiến cho con mồi của Dryptosaurus không đạt được các dạng tiến hóa tiên tiến như ở phía Tây. Do đó, những kẻ săn mồi này cũng không cần phát triển những thứ vũ khí săn mồi hiệu quả hơn như họ hàng của chúng ở Laramidia. Aplachiosaurus. Hơn 100 năm sau, khi các hóa thạch của Dryptosaurus được phát hiện, người ta mới tìm thấy được bằng chứng về sự tồn tại của một loài khủng long Tyrannosaurus khác tại lục địa Appalachia. Vào năm 1982, tiến sĩ David King của Đại học Auburn cùng vợ là Janet Abbott King trong một chuyến tìm được hóa thạch tại miền đông Nam Hạt, Montgomery, đã phát hiện được hộp sọ, xương cẳng chân và một phần khung chậu của một cá thể theropod. Sau đó, bảo tàng Red Mountain đã quay lại để khai quật thêm các phần còn lại của bộ xương này. Kết quả, họ đã thu nhập được bộ xương hóa thạch lớn và đầy đủ nhất của một loài theropod từng tồn tại ở phía đông Hoa Kỳ. Mãi cho đến 23 năm sau, các nhà khoa học mới xác định được đây là một thành viên của liên họ Tyrannosauridae nổi tiếng và chính thức đặt tên cho loài khủng long mới này là Aplachiosaurus montgomeriensis, với ý nghĩa rất rõ ràng nhằm kỷ niệm nơi phát hiện ra các hóa thạch đầu tiên là hạt Montgomery, bang Alabama, vùng đất trước kia là một phần lục địa của Appalachia. Mẫu vật định danh Aplachiosaurus montgomeriensis ước tính dài khoảng 7 mét, thuộc về một cá thể chưa trưởng thành dựa vào dấu tích của các thóp trên xương sọ và chỉ bằng 2/3 kích thước tối đa có thể đạt được trong trường hợp con vật phát triển đầy đủ. Dù tương đối đầy đủ nhưng trên thực tế, mức độ hoàn thiện của bộ hóa thạch này chỉ vào khoảng 40%, gồm một số mảnh sọ, xương hàm dưới cùng với các đốt sống, các mảnh xương chậu và các phần lớn của hai chi sau.
Tất cả hiện nay đều đang được lưu giữ tại Trung tâm Khoa học Mark Twain ở Birmingham, Alabama. Ở Aplachiosaurus có các đặc điểm đặc trưng, chẳng hạn như trên hộp sọ có dấu vết của 6 xương mào nhỏ chạy dọc theo phần trên của mõm, tương tự với loài Allioremus ở châu Á. Riêng phần chi trước không được tìm thấy, cho nên đến nay vẫn có rất nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh cấu tạo của bộ phận này. Hiện nay, đa số đều tán thành ý kiến Aplachiosaurus có chi trước ngắn với hai ngón mỗi bên giống như phần lớn của các Tyrannosaurus, trong khi các tạo hình trước đó của loài khủng long này đều thể hiện chi trước khá dài và có đến 3 móng vuốt. Aplachiosaurus montgomeriensis sống vào khoảng từ 76 đến 80 triệu năm trước trong những vùng rừng nhiệt đới rậm rạp ở vùng đất mà ngày nay thuộc khu vực Appalachia, hạt Montgomery, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho rằng với kích thước không quá to lớn cùng với môi trường sống, nên nó chủ yếu phù hợp với lối săn mồi theo kiểu phục kích. Những khu rừng rậm rạp đã ngăn cản Aplachiosaurus đạt được tốc độ tối đa chỉ vào khoảng 13 km/h trong địa hình rậm rạp. Cho nên, thay vào đó, chúng phải ẩn nấp trong những bụi cây để chờ con mồi. Mặc dù chỉ có thể chạy với vận tốc không quá cao, nhưng nó có thể bền bỉ đuổi theo con mồi suốt quãng đường rất xa. Các nghiên cứu trên hộp sọ và xương hàm của con vật này tiết lộ nhiều chi tiết liên quan đến đặc tính săn mồi của loài khủng long này. Ước tính lực cắn của Aplachiosaurus vào khoảng 32.500 N, tương đương 7.193 pounds trên mỗi inch vuông, không thể nghiền nát xương con mồi như những họ hàng xa của chúng là T-Rex. Bù lại, Aplachiosaurus lại sở hữu một bộ răng sắc nhọn có thể cắm rất sâu vào da thịt và cong như một cái móc để cắt thịt đối phương. Các nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể dễ dàng xé xác các con mồi có kích thước tương đương, thậm chí lớn hơn qua chi tiết hóa thạch của những loài khủng long có kích thước lớn được trang bị lớp giáp chắc chắn được tìm thấy gần đó. Tuy nhiên, do cấu tạo hộp sọ nhỏ, chúng thường phải xoay đầu liên tục để xé mồi thay vì cắn nhiều lần. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đóng được vai gã săn mồi đáng sợ. Đôi khi Aplachiosaurus còn là kẻ bị săn. Trên một bộ hóa thạch định danh có in dấu răng của Deinosuchus, một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại và là kẻ thống trị số 1 của những vùng nước nông ở Bắc Mỹ thuộc kỷ Creta. Tuy nhiên, vết thương có dấu hiệu đã lành cho thấy con Aplachiosaurus nhỏ này đã may mắn sống sót sau cuộc tấn công của một kẻ ăn thịt khổng lồ. Thì Lara Media là một lục địa đảo tồn tại trong thời kỳ cuối kỷ phấn trắng, khi Western Sea Seaway chia đôi lục địa Bắc Mỹ làm hai. Trong kỷ nguyên Mesozoic, thì Lara Media là một vùng đất đảo được tách ra từ Appalachia về phía đông. Con đường biển cuối co lại tách ra khỏi sông Dakota và rút lui về phía vịnh Mexico và vịnh Hudson, sau đó đã có những sự liên kết lục địa Bắc Mỹ. Lara Media được đặt tên theo Laramie, Wyoming, nằm ở vùng đất cũ. Tên được đặt ra bởi David Archibald vào năm 1996. Stocksosaurus. Thành viên Tyrannosauridae cổ xưa nhất trong danh sách này là Stocksosaurus. Không chỉ ở Bắc Mỹ, đây cũng là một trong những loài Tyrannosauroid xuất hiện sớm nhất trên trái đất. Bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của Stocksosaurus chỉ là một mảnh xương chậu bên trái được phát hiện ở mỏ hóa thạch Cleveland Lloyd thuộc hệ tổng Morrison, nằm lẫn trong các phần xương của Allosaurus, kẻ thống trị khu vực Bắc Mỹ thời điểm đó. Mẫu vật hiếm hoi này có niên đại thuộc giai đoạn Tithon của kỷ Jura, cách đây khoảng 150 triệu năm. Người có công phát hiện ra mẫu vật này là nhà khảo cổ James Henry Mason, đã lấy tên người thầy của mình, giáo sư địa chất William Lee Stokes, để đặt tên cho loài khủng long mới được phát hiện này. Trong khi tên loài Clevelandi cũng để kỷ niệm nơi tìm ra hóa thạch đầu tiên gần thị trấn Cleveland thuộc tiểu bang Utah. Về sau, có thêm một số hóa thạch khác dù rất vụn vặt, chẳng hạn như xương ngồi và các đốt sống đuôi và một phần hộp sọ của tuổi thọ còn xa xưa hơn thuộc giai đoạn Kimmeridge cách đây 152 triệu năm cũng được cho là thuộc về loài khủng long này. Mặc dù không có nhiều bằng chứng nhưng với những mẫu hóa thạch hiếm hoi này cũng giúp chúng ta hình dung được về một trong những loài Tyrannosauroid sơ khai nhất, dài khoảng 4 mét và săn mồi chủ yếu dựa vào tốc độ. Kích thước nhỏ bé và cơ thể linh hoạt cũng là chìa khóa giúp cho loài khủng long này sống sót trước những kẻ săn mồi lớn hơn vào thời đại đó, chẳng hạn như Allosaurus. Năm 2008, Roger Benson mô tả thêm một loài Stocksosaurus thứ hai, đó chính là Stocksosaurus langami, dựa vào những hóa thạch phát hiện được tại Anh Quốc.
Tuy nhiên, những nghiên cứu sau đó cho thấy rằng chúng thuộc về một chim mới hoàn toàn và được đặt tên là Jura Tyrant vào năm 2012. Trước đây, Stoxosaurus được xếp chung nhánh với Proceratosauridae, chung với những Tyrannosauroid được phát hiện ở châu Á như Quan Long hay Eutyrannus, nhưng sau đó đã được tách ra thành một nhánh riêng gọi là Stoxosauridae với mức độ tiến hóa cao hơn, chung với những họ hàng gần gũi nhất của chúng là Eutyrannus và Jura Tyrant. Moros intrepidus. Moros intrepidus là một trong những thành viên nhỏ bé nhất của liên họ bạo chúa Tyrannosauridae, với kích thước chi dài khoảng 1,2m và nặng 78kg, tương đương với một con nai. Loài khủng long này sống cách đây 96 triệu năm trên những vùng đồng bằng phì nhiêu mà ngày nay thuộc lãnh thổ của bang Utah. Mẫu vật định danh NCSM-33392 bao gồm xương đùi, xương cẳng chân và một số xương bàn và ngón chân được khai quật từ tập Mustentuchid thuộc hệ tầng Cedar Mountain có niên đại thuộc giai đoạn Cenoman khoảng 96,4 triệu năm trước. Qua phân tích cho thấy, đây là phần còn lại của một cá thể chưa trưởng thành đã chết vào thời điểm 6 hoặc 7 tuổi. Ngoài ra, người ta còn tìm được các răng tiền hàm của một số cá thể cùng loài. Với việc phát hiện được các hóa thạch của Moros intrepidus, cho thấy vào giữa kỷ Creta, các thành viên của liên họ Tyrannosauridae vẫn có kích thước bé nhỏ cho đến khi đạt được kích thước khổng lồ chỉ 16 triệu năm sau đó. Một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc trong quá trình tiến hóa. Cũng giống như những họ hàng khác như Timberlandia hay Sion Qualung, Moros intrepidus chỉ là những khủng long săn mồi hạng 2, phải trốn tránh sự săn lùng của những kẻ ăn thịt lớn hơn rất nhiều. Kích thước nhỏ bé, tốc độ linh hoạt và các giác quan nhạy bén giúp cho chúng sinh tồn trong một thế giới bị thống trị bởi những Allosauroid. Moros intrepidus có quan hệ rất gần gũi với các Tyrannosauroid ở châu Á và không loại trừ khả năng tổ tiên của các loài khủng long nhỏ bé này đã vượt qua eo biển Alaska để đến Bắc Mỹ. Moros được đặt theo một vị thần báo hiệu cho sự diệt vong trong thần thoại Hy Lạp. Cái tên này khá phù hợp khi những hậu duệ của loài khủng long nhỏ bé này sẽ vươn lên thành những kẻ thống trị đáng sợ trong giai đoạn cuối kỷ nguyên khủng long. Và để đánh dấu hành trình đầy dũng cảm của loài khủng long bé nhỏ này đã vượt qua eo biển Alaska từ châu Á sang Bắc Mỹ, người ta đã gọi chúng là intrepidus, nghĩa là can trường trong tiếng Latin. Nanaxaurus. Nanaxaurus là thành viên của liên họ Tyrannosauridae, cư trú xa nhất về phía bắc của lục địa Laramidia. Các hóa thạch đầu tiên của loài khủng long này, bao gồm một số mảnh xương hàm và mái sọ, đã được khai quật tại hệ tầng Prince Creek Formation có niên đại khoảng 69 triệu năm trước, ngày nay thuộc miền bắc Alaska. Cái tên Nanaxaurus là sự kết hợp của Nanak có nghĩa là gấu bắc cực trong ngôn ngữ Inupiat và Saurus nghĩa là thằn lằn trong tiếng Hy Lạp. Trong khi tên loài Hoglandi nhằm tri ân nhà thiện nguyện Forrest Hogland, do đó loài khủng long này thường được thể hiện là sở hữu một bộ lông dày giống đa số các loài động vật ở Bắc Cực ngày nay. Tuy nhiên, điều này có thể không phù hợp với thực tế khi vào thời đại của Nanaxaurus, khí hậu của trái đất ấm áp hơn ngày nay rất nhiều. Theo ước tính ban đầu, Nanaxaurus có kích thước khá nhỏ với chiều dài chỉ vào khoảng 5-6m. Các tác giả đã đặt tên cho loài khủng long này là Anthony Ricardo Fiorillo và Tchaikovsky cho rằng đặc điểm này thể hiện sự thích nghi với điều kiện khắc nghiệt và khan hiếm thức ăn của miền Bắc Cực. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây lại cho thấy Nanaxaurus thực chất có thể đạt được kích thước lớn hơn. Despletosaurus. Despletosaurus là một trong những chi khủng long bạo chúa hiếm hoi có nhiều hơn một phân loài. Mặc dù những hóa thạch đầu tiên đã được khai quật từ những năm 1920 ở Alberta, tuy nhiên, đến hơn 50 năm sau, loài đầu tiên trong chi khủng long ăn thịt này mới được xác định, Despletosaurus torosus, nghĩa là vạm vỡ bởi Del Russell. Đến năm 2017, loài thứ hai thuộc chi Despletosaurus chỉ phân bố ở Montana, Hoa Kỳ, được xác định đặt tên là Despletosaurus honeri. Loài thứ ba, Despletosaurus digutorum, được phát hiện không lâu sau đó được tách thành một chi riêng biệt là Tarnototerites. Mặc dù không có số lượng phong phú như nhiều loài khủng long bạo chúa khác, nhưng những hóa thạch khai quật được của nó cũng tương đối hoàn chỉnh, đủ để nắm bắt về cấu trúc cũng như một số hành vi của chúng. Tất cả đều được tìm thấy trong các hệ tầng có niên đại từ giữa cuối giai đoạn Campanian của kỷ Creta, cách đây khoảng 74-77 triệu năm. Một cá thể trưởng thành Despletosaurus có thể dài từ khoảng 8-9 mét, nặng trung bình 2,5 tấn.
Chúng có cấu trúc cơ thể điển hình của một Tyrannosaurus với hai chi sau cực khỏe cùng cái đuôi dài làm đối trọng cho một hộp sọ khổng lồ dài gần 1 mét. Trên hộp sọ của nó cũng có các hố để làm giảm trọng lượng như các Tyrannosaurus đời sau. Đây cũng là một trong những loài khủng long sở hữu bộ răng đáng sợ nhất với khoảng 72 chiếc răng hình nón, dễ dàng nhai nát mọi lớp bảo vệ của con mồi. Khi nghiên cứu về loài Dasplatosaurus thứ hai, đó là Dasplatosaurus honeri, các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều điểm thú vị. Một trong số đó là loài khủng long này không có môi, thay vào đó là các vảy cứng bao bọc phần xương hàm có rất nhiều lỗ nhỏ cho những thần kinh cảm giác chui qua, tương tự như ở cá sấu. Và có khả năng Dasplatosaurus nói riêng và các khủng long bạo chúa nói chung đã sử dụng bộ hàm này như một cơ quan cảm biến và giao tiếp với đồng loại. Một điểm đáng lưu ý khác, Dasplatosaurus honeri nhiều khả năng chính là hậu duệ trực hệ của loài khủng long cùng chi Dasplatosaurus thoracosaurus. Giả thuyết về sự tiến hóa đơn dòng Anagnensis này được đặt ra sau khi các nhà khảo cổ đã phân tích, đối chiếu rất cẩn thận giải phẫu của hai loài. Ngoài ra, Dasplatosaurus thoracosaurus tồn tại trước khi Dasplatosaurus honeri xuất hiện. Vị trí tìm được các hóa thạch của Dasplatosaurus thoracosaurus tại Alberta, Canada lại khá gần với Montana, nơi khai quật được Dasplatosaurus honeri. Tuy nhiên, vẫn cần thêm rất nhiều bằng chứng để củng cố cho giả thuyết này. Người ta cũng cho rằng Dasplatosaurus sống thành bầy khi hóa thạch của ba cá thể, bao gồm một con trưởng thành và hai con nhỏ hơn, được tìm thấy cùng nhau nằm gần các phần xương rời rạc của năm hadrosaur với rất nhiều dấu răng trên đó, cho thấy cả ba con đang ăn thịt con mồi ngay trước khi chết. Một số ý kiến cũng cho rằng loài khủng long này có hành vi tương tự rồng Komodo, chỉ hợp tác lúc săn mồi và sẵn sàng triệt hạ lẫn nhau, khi trên một số hóa thạch của các cá thể nhỏ có nhiều dấu răng đồng loại. Cùng tồn tại song song với Dasplatosaurus trong giai đoạn này là một chi khủng long bạo chúa khác thuộc nhánh Ambetosaurini như Gorgosaurus. Tuy nhiên, giữa hai loài ăn thịt này dường như lại có rất ít sự cạnh tranh do có đối tượng con mồi khác nhau. Dasplatosaurus thường nhắm đến những loài khủng long ăn cỏ, được phòng vệ tốt nhưng có tốc độ chậm, chẳng hạn như Coronosaurus hay Ambetaceratops. Tuy nhiên, đôi khi Dasplatosaurus cũng ăn thịt cả các con mồi truyền thống của Gorgosaurus như Brachylophosaurus. Ambetosaurus. Ambetosaurus là chi khủng long mang tên địa danh nơi tìm ra hóa thạch đầu tiên, tỉnh Alberta của Canada. Chi khủng long này được chính thức đặt tên cùng thời điểm với người họ hàng nổi tiếng nhất là T-Rex, vào đúng năm tỉnh Alberta được thành lập và là năm 1905. Người đã đặt tên cho cả hai kẻ ăn thịt đáng sợ này không ai khác hơn, đó chính là nhà khảo cổ học thuyền thoại người Mỹ Henry Fairfield Osborn. Kể từ thời điểm các mẫu vật đầu tiên được phát hiện vào năm 1884, đến nay đã khai quật được hóa thạch của hơn 30 cá thể Ambetosaurus, biến đây trở thành một trong những loài khủng long bạo chúa có số lượng hóa thạch phong phú và được nghiên cứu chi tiết nhất. Tương tự các thành viên trong đại gia đình Tyrannosauridae, Ambetosaurus có cặp chi trước nhỏ tương phản với hai chân sau cực khỏe. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với những người họ hàng như T-Rex hay Tarbosaurus bata, nhưng đây vẫn là một kẻ săn mồi khổng lồ với chiều dài trung bình của một con trưởng thành từ 8 đến 9 mét, có thể lên đến 10 mét. Với cấu trúc cơ thể thon gọn, Ambetosaurus khá linh hoạt và có thể chạy với vận tốc khá cao vào khoảng 14 đến 21 km số 1 giờ. Một đặc điểm càng làm mức độ đáng sợ của loài khủng long này tăng lên bội phần, đó chính là tập tính săn mồi theo bầy. Một bãi hóa thạch tại Dry Island được khai quật bởi nhà khảo cổ Barnum Brown có đến 26 bộ hóa thạch của Ambetosaurus từ 2 đến 23 tuổi. Trong một cuộc đi săn, có lẽ các cá thể nhỏ hơn với tốc độ cao thường sẽ làm nhiệm vụ bao vây và lùa con mồi xấu số chạy về phía những con lớn hơn, vốn chậm chạp hơn nhưng lại với sức mạnh vượt trội nên sẽ đóng vai trò kết liễu. Không quá ngạc nhiên khi Ambetosaurus không có kẻ thù tự nhiên và là loài ăn thịt đầu bảng vào thời đại mà chúng sinh sống. Mặc dù tồn tại ngay trước thời đại của T-Rex, nhưng nó không phải là tổ tiên trực hệ của loài khủng long này, vì cá thể khủng long Ambetosaurus cuối cùng đã tuyệt chủng trước khi Tyrannosaurus xuất hiện từ 1 đến 2 triệu năm. Hiện tại chỉ có một loài Ambetosaurus duy nhất được công nhận, đó chính là Ambetosaurus sarcophagus, trong đó sarcophagus vừa có nghĩa là ăn thịt, đồng thời cũng chính là quan tài. Trước đây, một loài khủng long bạo chúa khác, Gorgosaurus liberatus, tồn tại trước đó khoảng 10 triệu năm, cũng có một thời gian dài được xem là một loài trong chi Ambetosaurus. Cho đến khi các nhà khảo cổ nhận thấy sự khác biệt giữa hai loài, dù rất khó thấy và chỉ có thể được nhận biết bởi các chuyên gia, để tách chúng ra thành những chi riêng biệt.
Trong đại gia đình Tyrannosauridae nói chung và họ Tyrannosauridae nói riêng thì Ambetosaurus và Gorgosaurus được xếp chung một nhánh với tên gọi Ambetosaurini. Gorgosaurus. Đã có một thời gian rất dài, các khủng long Gorgosaurus liberatus, có nghĩa là thằn lằn đáng sợ, được xem là một loài thuộc chi Ambetosaurus, cho đến khi người ta nhận thấy có đủ bằng chứng để tách chúng ra thành một chi riêng biệt. Khác biệt lớn nhất của hai chi khủng long có quan hệ vô cùng gần gũi này nằm ở cấu trúc xương sọ và các răng. Tương tự như Ambetosaurus, các hóa thạch của Gorgosaurus cũng có số lượng rất phong phú với hơn 20 cá thể đã được tìm thấy. Gorgosaurus tồn tại cách đây từ 75,1 đến 76,6 triệu năm, trước thời đại của các Ambetosaurus khoảng 10 triệu năm. Loài khủng long này thống trị vùng đất trải dài từ Alberta, Canada đến Montana, Hoa Kỳ ngày nay, cùng với một họ hàng khét tiếng khác là Desplatosaurus. Nguyên do có sự tồn tại đồng thời của hai loài khủng long bạo chúa có kích thước xấp xỉ nhau ở trong cùng một khu vực, có lẽ là do chúng săn những con mồi khác nhau. Desplatosaurus sở hữu cấu trúc cơ thể rắn chắc và bộ hàm khỏe hơn, cho nên con mồi của chúng là những loài khủng long được vũ trang hạng nặng như các giáp long hay giác long. Trong khi đó, các Gorgosaurus có thân hình mảnh khảnh, tốc độ lại cao hơn, chủ yếu nhắm vào các loài khủng long ít được bảo vệ hơn như các loài khủng long mỏ vịt. Hiện tượng hai loài khủng long bạo chúa cùng tồn tại song song cũng có thể thấy trong trường hợp Tarbosaurus và Allioramus ở châu Á. Thanatopterites. Hơn 50 năm sau việc phát hiện được Desplatosaurus, một loài khủng long bạo chúa mới đã được phát hiện ở Canada, đồng thời cũng là loài khủng long bạo chúa cổ xưa nhất từng được biết đến tại vùng đất này. Ban đầu, đây được xem là một loài mới trong chi Desplatosaurus cho đến khi chính thức được đặt tên là Thanatopterites degrutorum vào năm 2019, tạm dịch là lưỡi hái tử thần. Cho các bạn nào chưa biết thì Thanatos có tên vị thần chết trong thần thoại Hy Lạp, còn Pterites là lưỡi hái. Tên loài Degrutorum được đặt theo họ của hai nhà khảo cổ nghiệp dư là John và Sandra DeRoute, một trong những người đã phát hiện được các hóa thạch của loài khủng long mới này, bao gồm một phần hộp sọ cũng xương hàm trên và hàm dưới gần thị trấn Hays. Thanatopterites degrutorum có quan hệ rất gần với hai phân loài thuộc chi Desplatosaurus, đó chính là Desplatosaurus thorosus và Desplatosaurus honeri, do cùng sở hữu các đặc trưng của nhóm này. Cùng nhau, cả ba đã tạo thành một nhánh Desplatosaurini trong đại gia đình Tyrannosauridae nói chung và họ Tyrannosauridae nói riêng. Mặc dù có kích thước không quá lớn, chỉ khoảng 8 mét, nhưng Thanatopterites là loài khủng long bạo chúa duy nhất tồn tại ở trong hệ sinh thái của hệ tầng Phomos, có niên đại vào cuối kỷ Creta. Do đó không quá ngạc nhiên khi đây chính là sinh vật ăn thịt đầu bảng ở khu vực này, với con mồi là các loài khủng long ăn cỏ như Ceratops hay Colipiocephale. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Uncheckshare. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của liên họ bạo chúa Tyrannosauridae, nói về phía nam của lục địa Laramidia. Vùng đất phía nam lục địa Laramidia cũng là quê hương của một số lượng đáng kể các thành viên trong liên họ Tyrannosauridae. Các khủng long bạo chúa phía nam lục địa Laramidia mang một số đặc điểm khác biệt với các họ hàng ở phía bắc của chúng. Do đó, có khả năng các biến động về khí hậu hay địa lý đã chia cắt các quần thể khủng long bạo chúa ở hai đầu của lục địa Laramidia, dẫn đến sự tiến hóa của chúng diễn ra theo các hướng khác nhau. Bista Hevesor. Bista Hevesor được chính thức đặt tên vào năm 2010. Trước đây, sự tồn tại của các họ hàng T-Rex ở khu vực mà ngày nay là Tây Nam Bắc Mỹ vẫn là một dấu hỏi lớn khi đa số các hóa thạch phát hiện được chỉ là những mảnh xương hoặc một số răng không đủ cơ sở để xác định chủng loài. Trong giai đoạn năm 1990 đến 1998, có đến 4 bộ hóa thạch thuộc về loài khủng long bạo chúa này được khai quật trong các khu vực thuộc hệ tầng Fruitland và Kirtland tại bang New Mexico. Nổi tiếng nhất trong số đó là mẫu vật NMMNHP27469, hay còn được mệnh danh là Bistibis, bao gồm hộp sọ tương đối hoàn chỉnh của các mảnh xương thân ở một cá thể trưởng thành, được phát hiện trong vùng đất hoang dã Bistidinazin thuộc bang New Mexico.
Ban đầu, đây được cho là phần còn lại của một loài khủng long ăn thịt tên là Oblisodon mirandus hoặc một số phân loài mới thuộc chi Dasplatosaurus. Và phải đến hơn 10 năm sau, các nhà nghiên cứu mới xác định được đây là hóa thạch của một chi Tyrannosaurus chưa từng được biết đến trước đây. Loài khủng long mới này được gọi là Pistahivisor selayi, có nghĩa là kẻ hủy diệt vùng Pisti. Tên loài selayi được đặt theo người phát hiện mẫu vật định danh là Paul Seeley. Trong phân loại mới năm 2020 của Voris, Pistahivisor được xếp vào nhánh các Eutyrannosauria chung với Dryptosaurus, Aplakiosaurus và có quan hệ gần gũi với họ Tyrannosauridae, bao gồm cả những tổ tiên trực hệ của T-Rex. Do đó, nó mang nhiều đặc điểm sơ khai của các loài khủng long bạo chúa, nhưng điểm đáng chú ý nhất của loài khủng long này là sở hữu một hộp sọ tương đối ngắn và cao hơn rất nhiều loài khủng long bạo chúa thế hệ sau như Gorgosaurus hay Albertosaurus. Đặc điểm này sau đó lại được tái lập ở các khủng long bạo chúa cuối cùng như T-Rex hoặc Tarbosaurus. Điều này cho thấy cấu trúc hộp sọ là một đặc điểm thay đổi theo cách thức săn mồi hơn là theo xu hướng tiến hóa chung của các loài khủng long bạo chúa. Cấu trúc hộp sọ cao cho thấy con vật sở hữu một lực cắn cực mạnh từ các cơ hàm rất khỏe. Ngoài ra, ngay trên ổ mắt còn có dấu tích của một hố, khả năng là một túi khí để làm giảm trọng lượng của hộp sọ. Cấu trúc này không gặp ở các con non, do đây là một trong những thay đổi trong quá trình trưởng thành của con vật. Khi đó, kích thước và cân nặng của hộp sọ cũng tăng theo trọng lượng của cơ thể, nên sự xuất hiện của các túi khí để làm nhẹ hộp sọ là một điều cần thiết. Pistahivisor sở hữu đến 64 chiếc răng, khá nhiều so với một khủng long bạo chúa, trong khi T-Rex chỉ có 54 chiếc. Ngoài ra, nó còn có một cấu trúc phức tạp ở phần trán đóng vai trò như một cái khóa giúp ổn định cấu trúc hộp sọ, hạn chế sự di lệch của các khớp. Một con Pistahivisor có thể dài từ 8 đến 9 mét và nặng khoảng 2,5 đến 3,6 tấn, tương đương với kích cỡ của một thành viên trong gia đình khủng long bạo chúa khác là Dasplatosaurus, kẻ thống trị miền Bắc Laramidia cùng thời đại với Pistahivisor. So với T-Rex thì Pistahivisor chỉ là một loài khủng long có kích thước trung bình nhưng cũng đủ để trở thành sinh vật ăn thịt đầu bảng ở trong lãnh địa của chúng. Littronax. Vào năm 2009, Scott Richardson, nhân viên của Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ, đã tìm được một mảnh xương mũi và xương cổ chân của một loài theropod chưa được xác định, nằm lẫn trong những vách đá hiểm trở tại Grand Staircase, đất đai tưởng niệm quốc gia Escalante, miền nam bang Utah. Các chuyên gia của Đại học Utah khi được tham vấn đã tỏ ra rất hứng thú, dù cũng có phần dè dặt trước thông tin này do trước đây chưa có bất cứ một hóa thạch theropod nào đã được phát hiện trong khu vực này. Các chuyên gia nhận định đây có khả năng là một loài khủng long bạo chúa chưa từng được biết đến trước đây. Trong suốt một năm sau đó, phần còn lại của bộ hóa thạch đã được khai quật cẩn thận bởi các nhà khoa học thuộc Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah. Kết quả cuối cùng là một hộp sọ tương đối hoàn chỉnh được đưa lên mặt đất với ký hiệu UMNHVP20200. Đây là cơ sở để nhà khảo cổ Mark Lowen đặt tên cho loài khủng long mới này là Littronax argentis. Giống như đa số các khủng long trong đại gia đình Tyrannosauridae khác, Littronax mang một cái tên cho thấy đây là một kẻ săn mồi vô cùng tàn bạo. Nó có nghĩa là vị vua đẫm máu. Trong khi đó, argentis có cách là nhà thơ Hy Lạp cổ đại Homer là cơn gió Tây Nam. Đây là cái tên gợi nhớ đến nơi phát hiện được hóa thạch đầu tiên. Littronax thống trị khu vực miền Nam Laramidia vào khoảng từ 79,9 đến 80,6 triệu năm trước. Do đó, đây là một trong những họ hàng cổ xưa nhất của T-Rex từng được biết đến ở Bắc Mỹ, thậm chí xuất hiện trước cả Teratophonius ít nhất 2 triệu năm. Điều đáng tiếc là ngoài phần hộp sọ tương đối hoàn chỉnh ra thì vẫn chưa tìm được nhiều các bộ phận còn lại. Ban đầu, con vật được ước tính dài khoảng 7,3 đến 8 mét và nặng khoảng 2,5 tấn hay có thể lớn hơn. Vào năm 2016, nhà khảo cổ người Mỹ Gregory Scorpo ước lượng kích thước của Littronax chỉ vào khoảng 5 mét và nặng khoảng 500 kg. Littronax có thể có cấu trúc gần tương tự với những người họ hàng của nó khi sở hữu một chi trước nhỏ trái ngược với các chi sau to khỏe. Không loại trừ khả năng nó cũng có lông giống như một số khủng long trong liên họ Tyrannosauridae. Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất của nó là chính có một hộp sọ tương đối ngắn và cao so với phần đông các họ hàng ở phía bắc Laramidia hay châu Á. Kiểu hình này cũng tồn tại ở các chi khủng long bạo chúa phương Nam khác như Pistahivisor và Teratophonius. Hiện vẫn chưa rõ cấu trúc hộp sọ này là do sự thay đổi để thích nghi với điều kiện sinh thái, hoặc có thể do các chi này đã bị cô lập với các họ hàng ở phía bắc dẫn đến sự tiến hóa xảy ra theo hướng khác.
Khả năng khác đây chính là đặc điểm nguyên thủy của các khủng long bạo chúa, sau đó đã biến mất khi chúng di cư về phương Bắc. Tuy nhiên, cấu trúc này một lần nữa lại được thấy ở các loài khủng long bạo chúa cuối cùng như T-Rex hay Tarbosaurus. Phần hộp sọ mở rộng về phía sau tạo nên một chỗ bám cho những cơ hàm cực khỏe. Ngoài ra, Lithronex còn có ổ mắt gần như hướng về phía trước, cho phép con vật sở hữu thị trường hai bên giống như hai loài khủng long kể trên. Mặc dù vậy, nó không phải là tổ tiên trực hệ của T-Rex hay là Tarbosaurus mà giống như một họ hàng gần gũi hơn, theo lời đại diện của Randall Amers của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah. Trong khi đó, Mark Lowen, người đã công bố phát hiện về loài khủng long này đã cho rằng Lithronex có chung tổ tiên với T-Rex và đã tách thành hai dòng riêng biệt từ rất lâu. Do đó, chúng chia sẻ nhiều đặc điểm chung, dù cho Lithronex đã tồn tại rất lâu trước thời đại của T-Rex. Điều này cho thấy vẫn còn rất nhiều bí ẩn về các loài khủng long bạo chúa cần được khám phá. Tuy nhiên, vào năm 2017, hai nhà khảo cổ học người Mỹ là Stephen Brusset và Thomas Carr không đồng ý với giả thuyết này của Lowen và cho rằng Lithronex cũng như Teratophonius là những loài Tyrannosaurini sơ khai. Teratophonius. Cái tên Teratophonius nghĩa là kẻ giết chóc tàn bạo, một cách đặt tên rất phổ biến đối với các thành viên thuộc đại gia đình khủng long bạo chúa. Cho đến nay, chi khủng long này chỉ bao gồm một loài duy nhất, đó chính là Teratophonius currii, nhằm vinh danh một nhà khảo cổ Philip John Currie. Hóa thạch của Teratophonius được tìm thấy tại khu vực thuộc hệ tầng Kaiparowit, ngày nay thuộc vào bang Utah. Loài khủng long bạo chúa có kích thước trung bình này sống vào giai đoạn Campan ở cuối kỷ Creta vào khoảng 76 đến 77 triệu năm trước. Mẫu vật định danh BYU-8120 bao gồm một hộp sọ không hoàn chỉnh và một số mảnh xương thân. Ban đầu, các hóa thạch này được cho là thuộc về 4 cá thể khác nhau, tuy nhiên sau đó đã được xác định lại là của duy nhất một con Teratophonius chưa trưởng thành. Tiến sĩ Thomas Carr đã ước tính con vật dài khoảng 6 mét và nặng khoảng 667 kg. Tuy nhiên, các nghiên cứu về sau đã cho rằng kích thước thực tế của nó có thể lớn hơn, có thể dài từ 8 mét và nặng khoảng 2,5 tấn. Cũng giống như Lithronex và Bista Hiversa, Teratophonius có hộp sọ tương đối ngắn và cao, đồng thời cũng mang rất nhiều đặc điểm nguyên thủy của những loài khủng long bạo chúa. So sánh với Ambectosaurus, hộp sọ của Teratophonius ngắn hơn khoảng 23%, tính từ hố trước, ổ mắt đến chóp mũi. Cấu trúc này cho thấy kẻ săn mồi đáng sợ này cũng sở hữu những cơ hàm cực khỏe cùng lực cắn rất mạnh. Lý giải về kiểu hình của nó nói riêng và các chi khủng long bạo chúa ở phía nam của lục địa Laramidia nói chung, có thể là do mực nước biển dâng cao đã thúc đẩy sự hình thành nên những dạng núi chia cắt hai lục địa này thành hai nửa, dẫn đến sự tiến hóa theo các hướng khác nhau của các loài khủng long ở hai miền. Trong đó các chi ở phương Nam thì vẫn giữ lại những đặc điểm nguyên thủy trong suốt một thời gian dài. Ban đầu, Teratophonius được cho là thuộc về phân họ Tyrannosaurini, tức là có quan hệ rất gần gũi với Tarbosaurus và Tyrannosaurus, giữ một vị trí nằm giữa cây tiến hóa giữa hai loài khủng long này và Dasplatosaurus. Tuy nhiên, trong một bài báo công bố về Thanatopteryx, nhà khảo cổ Jeff Voris, nhà nghiên cứu sinh của Đại học Calgary, Alberta, Canada, đã tách chi khủng long này thành một nhánh riêng chưa đặt tên, bao gồm cả Lithronex và Dinamoterer. Cuối năm 2014, tại mỏ đá Rainbow and Unicorn thuộc hệ tầng Kaiparowit, Nam Utah, các nhà khảo cổ đã phát hiện được hóa thạch của một nhóm từ 4 đến 5 cá thể Teratophonius có độ tuổi từ 4 đến 22 tuổi năm gần nhau. Có khả năng 7 Teratophonius này đã đăng xuất đồng loạt do bị lũ quét hoặc do cháy rừng hay hạn hán. Phát hiện này được công bố vào năm 2021 và cho thấy rằng có khả năng Teratophonius là loài săn mồi theo bầy đàn. Susquehannus. Mẫu vật định danh MSM-P4754 bao gồm một phần hộp sọ và một số xương thân được phát hiện năm 1998 tại bồn địa Juni bởi cậu học sinh trung học 16 tuổi Sterling Nesbitt. Người sau này trở thành một nhà khảo cổ nổi tiếng, tác giả của hơn 100 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực này và hiện đang là phó giáo sư của Đại học Virginia Tech. Bộ hóa thạch do Nesbitt phát hiện được có niên đại vào khoảng 92 triệu năm trước và thuộc về một cá thể theropod có tuổi đời ít nhất là 3 tuổi. Ban đầu, người đứng đầu của cuộc khai quật tại bồn địa Juni khi đó là tiến sĩ Dolph Wolf cho rằng đây là phần còn lại của một loài raptor Hydromaeosaur. Tuy nhiên, trong suốt hai thập kỷ sau đó, các nhà khoa học vẫn không chắc chắn đây là hóa thạch của loài khủng long nào. Mãi cho đến năm 2019, Nesbitt lúc này đã là một nhà khảo cổ nổi tiếng tham gia vào việc xác định danh tính của loài khủng long năm xưa mình đã phát hiện. Và cuối cùng, họ đã chứng minh được rằng đây là một họ hàng nhỏ bé của khủng long bạo chúa T-Rex nổi tiếng.
Loài khủng long mới được định danh này được gọi là Susquehannus, dựa theo chữ Susque trong tiếng thổ dân Zuni để chỉ loài sói đồng cỏ Coyote, trong khi tên loài Hazelly được đặt nhằm vinh danh bà Hazel Goffey, vợ của giáo sư Dove Goffey, đồng thời cũng là người đã phát hiện ra bãi hóa thạch tại bồn địa Zuni và là người ủng hộ tích cực các hoạt động khảo cổ diễn ra tại đây. Việc phát hiện được Susquehannus đóng vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu về sự tiến hóa của các loài khủng long bạo chúa. Tổ tiên của T-Rex hay Tarbosaurus ban đầu chỉ là những loài khủng long nhỏ bé được cho là khởi nguồn từ giữa kỷ Jura, đầu kỷ Creta, trước khi tiến hóa thành những kẻ ăn thịt khổng lồ nổi tiếng này vào nửa cuối kỷ Creta. Tuy nhiên, không có nhiều bằng chứng về sự tồn tại của các Tyrannosaurus nằm giữa hai cột mốc này. Trước Susquehannus, chỉ có duy nhất một loài Tyrannosaurus được phát hiện trong giai đoạn này là Timolenja enotica ở Uzbekistan. Tuy nhiên, các hóa thạch này tương đối hoàn thiện và đồng nhất hơn so với các phần còn lại của Timolenja, do đó cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về giải phẫu, đặc biệt là ở hai chi sau của các Tyrannosaurus sống vào giữa kỷ Creta. Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều điểm mà chúng ta chưa được biết rõ về loài khủng long tổ tiên của T-Rex này, chẳng hạn như nó có bao nhiêu móng vuốt ở các chi trên hay kích thước tối đa của một con trưởng thành có thể đạt được là bao nhiêu kg khi mẫu vật tìm được chỉ là một cá thể chỉ có 3 năm tuổi. Dù còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, nhưng việc phát hiện được Susquehannus không chỉ đóng một vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu về sự tiến hóa của các loài khủng long bạo chúa, mà còn cho thấy rằng sự phong phú của quần xã khủng long giai đoạn Turon ở kỷ Creta tại khu vực Zuni hay đồi Moreno vốn rất hiếm gặp ở các nơi khác trên thế giới. Dinamotera. Cũng đến từ vùng đất New Mexico của giai đoạn Campan, tuy nhiên các hóa thạch của Dinamotera lại thuộc về hệ tầng Menifee. Các hóa thạch của loài khủng long bạo chúa này được tìm thấy trong một chuyến khảo sát đến bồn địa San Juan, được dẫn đầu bởi Andrew McDonald và Douglas Wolf, CEO của Viện Nghiên cứu Khủng long và Khoa học Địa chất Zuni vào năm 2012. Các mẫu vật này được ký hiệu là UMNHVP28348, bao gồm nhiều phần xương rải rác từ xương trán, một số mảnh sống xương sườn và các xương chi được tìm thấy ở tập Allison thuộc hệ tầng Menifee, có niên đại cách đây 78,5 triệu năm trước. Khu vực này trước đây là một thảo nguyên ngập nước trù phú với thành phần địa chất đa dạng, bao gồm đá bùn, đá bột kết, đá cát và than. Hiện nay tất cả đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah tại thành phố Salt Lake, bang Utah. Vào năm 2018, loài khủng long mới này chính thức được đặt tên là Dinamotera dinatis, ghép từ chữ dynamis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sức mạnh và terror trong tiếng Latin có nghĩa là khủng khiếp, còn dinatis trong tiếng Latin nghĩa là kẻ thống trị. Ngoài ra, cái tên này nhằm gợi nhớ đến một danh pháp đồng nghĩa ít được biết đến của T-Rex là Dinamosaurus imperiosus, một cái tên yêu thích của một trong những tác giả. Sống cùng thời gian và địa điểm với Dinamotera còn có một kẻ săn mồi đáng sợ khác là Deinosuchus, một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Năm 2020, tác giả Chan Yu-Yun cho rằng không thể xem Dinamotera là một chi khủng long mới do các mẫu vật định danh quá rời rạc và không đủ cơ sở để phân lập, nên ở một chi mới trong đó có hai đặc điểm được cho là đặc trưng cũng hiện diện ở các chi khủng long bạo chúa khác. Ngoài ra, phần xương trán quá vụn vặt khiến khó so sánh các đặc điểm riêng của các chi khủng long bạo chúa. Vừa rồi thì mình và các bạn đã tìm hiểu qua về các loài khủng long thuộc liên họ khủng long bạo chúa Tyrannosauridae. Các bạn thấy sao về các gã bạo chúa này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Và nếu có yêu cầu chúng mình làm về loài nào, hãy đừng ngần ngại mà bình luận luôn cho chúng mình biết. Trước khi chào tạm biệt, mình muốn các bạn hãy cùng ủng hộ, ấn like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình cũng như không bỏ lỡ những video thú vị khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại!